Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Ba sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quận thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Và một quận thiếc luôn. Đó, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi 1, 2, 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng các bác là 4 món luôn. 4 món. Mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn. Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này, và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi, và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này, đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc nhá, tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Đó, còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W, và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bạn này, có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 150k thôi, 150k. Đây, thân máy của nó đây các bạn này, thân máy của nó này. Đấy, hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá. Lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng này, các bác lắp pin vào đây cho em, dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. À, thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá. To rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. 70k. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, có lên thêm là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm để các bác chiên rán xào nấu này, gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gấp nóng này. Con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000, 30.000 trong cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về tới các bác cái dòng sản phẩm đó là kia kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan đây bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, thao hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co. À dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho son à cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa chức năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó. 20, 25, 30 các bác nhá, 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo kiếc rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây. Nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim rồi đê rồi móc rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác, giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy. Nhấp này có dấu luôn, các bác theo. Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen, giá sẽ là 110.000. 5 mũi đen nhá, 5 mũi đen đa năng, giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000, 5 mũi khoan. Hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt theo luôn, rất tiện ích thôi nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy, ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy. Thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được. Đấy, đùi. Đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá, 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá, massage vai gáy, giá sẽ là 320k. Đấy. 320k, massage vai gáy này. Vai gáy. Giá sẽ là 320k nhá, 320.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó. Hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 100 Các bác lên cho em là giày dàn di giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy. Kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39 đến 42 nhá. 39 đến 42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhá. Tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Đấy, hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút cho nên là các bác lấy lùi cho em một số. Đây. Ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy. 42 chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. À 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá, đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác nên các bác yên tâm. Chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá, cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn và rất là bám này, rất là bám nhá. Và ở đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này. Vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá. Vải dù quân đội có chống nước nên các bác dùng yên tâm không lo bị ướt đâu. Đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn 2 mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết. Hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá. Đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ. Cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó. Thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy. Giá thì con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này. Giá sẽ là 400k. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, nó là hàng cơ nhá, hàng cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy, con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy, lên cho em là cơ 66. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây, made in Japan nhá, hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn. Đó, lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá, giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy, đồng hồ cơ này
66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên trên là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh nhá. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53. Con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này. Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Đấy. Đồng hồ cơ La Mã, con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bác này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này, cơ La Mã. Giá sẽ là 470k, 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66 con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53. Con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này. Và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn. Hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác. Chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhá. Hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bác. Đấy. Rất là chất luôn. Đó. Giày dâm giày sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết. Chất của kính thì khỏi phải bàn này các bác nhá. Chất của kính thì khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp yếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh. Khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nhá. Kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2, 4, 6, 8, 10. Một vỉ này 12 cái. Một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn. Khi các bác sử dụng thì đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy. Các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy. Các bác đẩy này này em sẽ vào. Đây các bác này. Đấy. Cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này. Có cái đầu móc khuyết ở đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Có đầu móc khuyết đây. Thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó. Đấy. Thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá. Kim vàng. Giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá. Kim vàng. Kim vàng này, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng này 12 chiếc. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đó là đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ. Mã này thì em lên cho các bác cái mã đồng hồ cơ 88 nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá thì sẽ là
500.000 nhá, 500.000 cho một con đồng hồ cơ 88 như này, hàng automatic này, tự động này, máy của nó này các bạn này, con này thì hàng siêu chất cho các bác luôn đấy, từ chất dây giếc của nó hàng siêu đẹp luôn các bạn, hàng siêu đẹp luôn, hàng dây dẫn chắc chắn siêu đẹp cho các bác luôn, chất dây của nó này, dây của nó sẽ là dây thép này, dây thép không gỉ nhá, dây thép không gỉ, bạc và điểm màu vàng rất là đẹp như này đó, bạc điểm màu vàng rất là đẹp như này đó, quả cơ của nó ánh này trông rất là thích luôn nhá, hàng lộ cơ 100% nhá, hàng lộ cơ 100%. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn đó, hàng của đồng hồ của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn đó, thương hiệu Chancy của Nhật các bác này đó, automatic tự động luôn đây đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái hàng nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này, bên em thanh lý trong hệ thống siêu thị nhá, chưa qua sử dụng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn đây, các bác đeo vào thấy cái độ chất của nó này đó, hàng cơ automatic tự động luôn đó. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này để các bác có thể mình hạ cái khuy xuống các bác nhá. Đấy, hàng xịn cho nên là nó kèm cho các bác một cái chân như này để các bác có thể tháo chốt đây, các bác cho vào đây này, sau đó thì các bác đẩy chốt ra cho em, đẩy chốt ra nhá, đẩy chốt ra thì bắt đầu là mình vừa cái nấc nào thì mình thay cái nấc đấy vào cho em để mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 nhá, 500k. Đấy, con này thì có hộp luôn các bác nhá. Bên theo là đồng hồ cơ này 88, giá sẽ là 500k, 500k nhá, 500.000 cho con đồng hồ cơ 88 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao đen nhá, bộ dao đen thì đây nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái bộ dao đầy đủ, đầy đủ như này các bác này. Đấy, đầy đủ như này, bao gồm cho các bác là một kéo này, đấy, một kéo một liếc này, đấy, một kéo một liếc nhá. Cái kéo này thì nó sẽ là dùng để cắt gà cắt cá này, kẹp cua gẹ này, khui bia này, mở nắp chai đều được hết này, và đây là một cái liếc này đấy, và bao gồm cho các bác là có ba con dao, ba con dao tất cả nhá. Cán của nó thì bằng nhựa như này, cán bằng nhựa đen nhá, cán bằng nhựa đen, và một bộ của nó thì combo bao gồm là ba dao, một kéo và một liếc nhá. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen, hàng thì cũng khá là sắc bén cho các bác luôn đấy, rất sắc bén quá đây, dao thì rất sắc bén quá đấy, các bác theo dao rất sắc luôn có nhá, nó rất sắc luôn. Bộ dao bao gồm là ba con và một kéo một liếc nhá. Đấy, đấy, bộ dao bao gồm ba con như này, đấy, bao gồm là ba kéo một rũa một liếc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ba dao một kéo một lũa như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen, bộ dao đen thì bao nhiêu đấy, bộ dao đen lên cho em là bộ dao đen nhá, giá sẽ là 130k, 130.000 cho bộ dao đen này đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái mã mới đó là đệm lưng nhá, đệm lưng giá của nó sẽ là 50k. Con này thì giúp cho các bác hả, tựa lưng qua lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, nhưng lên cho em đó là tựa lưng này, đấy, tựa lưng giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000 đấy, 50.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba chi tiết khi các bác nhận được hàng. Đấy, sẽ gồm cho các bác là đây, một cái thân nằm dưới như này và một cái nằm trên như này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác uốn cong cho vào đây cho em. Đấy, cho đây cho em. Sau đó thì mình nằm và nó có nấc này. Đấy, 1 2 3 4 nấc thì các bác tùy các bác điều chỉnh cái độ cong của nó này. Đây, thì nó sẽ giúp cho các bác là đây, xương sống các bác nó đang bị cong như này thì các bác nằm vào nhá. Đây, nằm vào như này. Thì xương sống này, cổ này, đấy thì về nhà các bác tựa lưng nhá. Có thể là nằm này, ngồi, tựa đều được hết nhá. Đấy, và nằm nghiêng cũng được luôn. Đó, thì nó giúp cho các bác là ổn định xương sống nhá, ổn định xương sống rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá, 50k, giá chỉ có 50k cho cái tựa lưng này thôi. Bây giờ mà về nhà mà các bác mà đi chữa bệnh đau lưng mỏi gối các thứ là cũng mất rất nhiều tiền. Đây, đấy, về nhà các bác lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì mình nằm mình có thể tựa này. Và cái này thì các bác có thể tùy chỉnh các cái nấc như này nhá, nấc 1, nấc 2, nấc 3, nấc 4 tùy theo. Các bác nằm cho xong cong dần lên cho em. Lên cho em là tựa lưng giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái van vòi van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu con này giá sẽ là 70k. Đấy, 70k bằng inox 304. Đấy, một đầu xả đây, một đầu xả đây nhá. Có gen xoáy các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác đều ok hết nhá. Van xả hai đầu inox 304.
giá sẽ là 70k nhá, 70k cho bọn em van xả hai đầu này thôi. Hàng van xả hai đầu inox 304 70.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Chỉ có 70k thôi em van xả hai đầu này thôi, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kích điện 220. Kích điện này bao nhiêu đây? 1 Các bác lên cho em là kích điện giá sẽ là 175k nhá, 175.000 cho con kích điện như này, 175.000. Con này thì các bác chỉ cần kẹp vào bình ắc quy của mình thôi là nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V đây. Đấy. 12-24 các bác đều kẹp được nha, và nó sẽ ra cho các bác là điện 220V và công suất của nó là 220W. 220W. Có hai chân USB, đây công tắc đây. Đấy, có hai chân USB thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để lấy điện thắp sáng này, hoặc là dùng đa di năng cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kích điện 220 nhá, kích điện 220. Giá thì các bác lên cho em là kích điện, giá thì sẽ là 175.000, con này tiện lắm. Ví dụ như các bác có ắc quy các thứ là các bác dùng con kích này cho em là ok thôi. Đấy, lên cho em là kích điện nhá. Công suất của nó sẽ là 3100mAh, 220W này. Đó, 12V. Đấy, 12 hoặc là 24 nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dùng các cái thiết bị điện đều ok hết nhá. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng. Đây, thì nó sẽ là một con đế như này. Thì các bác có thể dùng để mình đun nấu này. Đấy, đun nấu chế biến thực phẩm, thức ăn này. Hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho các cái loại ấm pha trà, cái thứ lên đây đều được hết nhá. Đây, công tắc của nó đây. Đấy, và có số 1234 thì các bác có thể giữ ấm, giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng, giá sẽ đế nóng 130k cho một con đế nóng như này nhá. 130.000 cho một con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai nhé. Bộ lấy dây tai bằng inox như này. Đấy, bộ lấy dây tai inox như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Bao gồm 6 chi tiết nhé, 6 chi tiết bên trong như này. Đó, và các bác có thể dùng là móc khóa các kiểu con là điểu luôn. Giá thì thanh lý cho bác chỉ có 20 cành thôi, 20 cành cho một cái bộ lấy dây tai như này nhé. Bộ lấy dây tai inox nhé, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20. Đèn 20 nó sẽ là một con đèn pin như này, có kèm một cáp sạc nha, và có một viên pin 18650 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đó, đèn 20. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào đây là mình sử dụng rồi. Nó rất tiện luôn các bạn, lắp pin vào. Sau đó thì bật công tác lên. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá, cho nên là bên em lên nó là đèn 20 các bạn này. Đấy, đèn 20. Có thể zoom lên zoom xuống như này. Pha của nó thì rất là giỏi luôn đấy các bác này. Ban ngày mà pha như này là con này rất sáng luôn, các bác thấy không? Đấy, rất sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, có báo pin báo biết đàng hoàng. Đấy, về nhà các bác cắm sạc vào đây cho em. Thân của nó bằng hợp kim nhôm hết nhá. Con này thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, đèn 20 110k nhá, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ. Đấy, đây nó sẽ là một con bật lửa và có kèm đồng hồ như này. Có kèm đồng hồ này nhá. Lên cho em đó là bật lửa đồng hồ. Đây. Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. Bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này. 100k cho một con bật lửa đồng hồ như này nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ này. Bật lửa đồng hồ tự bơm ga, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình xanh nhá, bình xanh. Con này thì dung tích 1 lít và giá thì chỉ là 70 cành thôi. 70 cành cho một con bình xanh dung tích 1 lít như này. Con này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, cái bật lửa rồng. Con này bằng nhôm cho nên là dùng cực kỳ là an toàn và xịn sò luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá, bình xanh. 1 lít bằng nhôm, hàng của quân đội Việt Nam mình thôi. Giá sẽ là 70k nhá, 70k cho một con bình xanh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ điện tử T8 như này. Con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Đấy, các bác dùng để mình đeo này. Ngoài ra thì nó có chức năng là xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Rất là tốt các bác nhá. Đấy. Thì rất là nhiều chức năng nhưng mà các bác về các bác tự khám phá riêng, còn rất là nhiều chức năng đi kèm này các bác này. Đấy, thì bên em chỉ có giới thiệu có 3 tính năng chính và em cũng bán 3 cái tính năng đấy thôi. Đó là đo xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim.
bao gồm là một bộ dây quai đeo như này, một cái cáp sạc nhá, một cái đế sạc và một con đồng hồ như này. Mặt của nó, thân của nó là bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại hết. Giá thì chỉ có 170k anh thôi. Con này chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Đấy. Hàng thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, cái này thì 100% nó đều là dòng hết pin hết nhá. Về nhà các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó, đo huyết áp, đo nhịp tim, ngoài ra nó còn có chức năng, các chức năng khác này. Đấy thì bên em bán thì em chỉ có bao cho các bác là ba chức năng chính thôi: xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, đồng hồ T8 nhá. Còn những các chức năng khác về các bác tự tìm hiểu. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó là hình con rồng và có hai cái viên ngọc như này. Cho nên là bên em lên nó sẽ là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này nhá. Con này thì nó sẽ là bằng đá nhá, bằng đá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào đây cho em. Đấy. Về nhà các bác rút ra mình đổ xăng thơm vào đây là ok. Đó, hàng cực kỳ chất luôn. Các bác có thể mua để sử dụng này, xem để sử dụng hoặc là trưng bày rất là đẹp. Bật lửa ngọc nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k nhá. Bật lửa ngọc giá sẽ là 130k, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá, cân treo. Đấy, các bác lên cho em là cân treo. Con này thì cân được tối đa là 50 cân. Nhưng mà khuyến khích các bác là cứ cân 2-30 cân là ok. Các bác mang đi câu kẹo cái thứ, đây là cái viên pin này. Pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách mình mua rất là sẵn hàng thôi. Không lo không có pin đâu. Đó, rất sẵn thôi. Các bác lắp vào bật lên cho em là xong. Nếu khi lắp vào mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đảo chiều pin đi là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, đấy, lên luôn các bác này. Đấy. Thì mình để mình cân kẹo các thứ rất là ok. Đây em sẽ cân thử cái thước rút này cho các bác xem. Đấy. Rất tiện ích nhá. Còn đây cho em này. Đấy, cân lên. Còn thước này của nó thì đây, trước tiên thì các bác để cho em chế độ kg. Đấy, nó sẽ là 0,37 kg các bác này, 0,37 kg. Đấy, tức là 370 g đấy các bác nhá. Đó. Có cho các bác cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ luôn nhá. Đấy. Nhiệt độ, độ ẩm rồi nhớ kg các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, tắt đi bật lên ở đây, rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70k. Con này thì dùng rất là tiện cả. Tối đa của nó là 50 cân nhưng các bác cứ dùng cho em 2-30 cân là thoải mái rồi. Mình dùng đi câu, đi kẹo, đi phượt hoặc là các bác đi mua sắm hải sản này hoặc là đi chợ búa mình có muốn test lại rất là ok nhá. Lên cho em là cân treo này. Cân treo, giá của nó sẽ là 70k, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay các bác này, găng tay đây. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Dòng này thì cực kỳ là ôm tay luôn. Dùng rất là thích, đó, ôm tay. Rất dễ dùng, ôm tay các bạn. Và giá thì rất hợp lý. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động này, ôm tay lắm và nó có cái phần cao su non này, các bác làm việc rất là tốt, chống trượt trượt nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động. Bên em bán 5 đôi thì sẽ là 40.000 và một vỉ 12 đôi thì giá của nó sẽ là, một vỉ mà 12 đôi thì giá của nó sẽ là đi 70k nhá. 70k trên một túi như này, còn mua 5 đôi thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Con này thì dùng rất là tiện luôn, giúp ngăn mùi rất là tốt, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì nó đã có một cái con cân bằng trọng lực như này rồi. Nước nó chảy thì nó sẽ xả ra, còn không thì nó lại đậy nắp vào như này. Đấy, và các bác lắp là hầu như là vừa hết với các cái hệ thống đường cống thoát nước nhà mình nhá. Đấy, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn, nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây em sẽ nói các bác cái kích thước cái sản phẩm này. Kích thước nhỏ nhất để nắp cái van này nó là 4,2 cm. Còn nhà bác nào mà nút thoát sàn lớn thì bên em luôn nó tặng kèm thêm cho các bác một cái chiếc vòng đệm như này, nó sẽ tăng kích thước của cái thoát sàn nhà mình lên là 6 cm nhé. Van ngăn mùi hôi nhà tắm, nhà vệ sinh bằng đồng thau nguyên chất như các bác nhé. Kích cỡ lắp đặt thì rất là đơn giản, kích cỡ từ 3.4 đến 6 cm là anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa. Khi có nước sẽ mở ra, khi hết nước thì sẽ đóng lại, giúp cho anh chị mình ngăn chặn mùi hôi bốc lên từ ống cống hay là chuột bọ rán chui lên ạ. Van rất ngăn tiền mùi luôn. Hôi nhà tắm. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh đi biển đó.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt P7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia. Và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi. Sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em. Thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá. 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đó, đây, một con điện thoại 4 SIM chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp SIM vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận SIM. Đó, 4 SIM, 4 khay SIM như này, 1 2 3 4 khay SIM. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá. Có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 SIM luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này. Điện thoại 4 SIM, giá sẽ là 450k, 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn, 600ml, có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có giòn, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này, về nhà thì các bác bắn vào tường cho em, sau đó thì mình bắn vít lên. Đấy, mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn. Độ chịu tải của nó rất là lớn nhá. Đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn. Đây, đúng như video như này. Đó, bắn vào cho em này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha các nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nha, nó là cái giá đỡ như này các bạn này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gì, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Nó sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bạn này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bạn này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này chưa? Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình lấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k. Đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhá. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ. Combo chọn bộ cho các bác luôn. Thế nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh. Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong. Hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây, sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi
75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cốt nối điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vợt cầu lông nhá, bộ vợt cầu lông như này. Đấy, bộ vợt cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này. 120.000 giá siêu rẻ, siêu tốt cho bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt thế này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho là vợt cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k bao gồm là cả một bộ vợt và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá, kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy, có hai mẫu cho các bác luôn, một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bạn này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc, Hàn Hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Còn con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này. Bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là viên giặt xả nhá. Hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy, thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm. Đây, một viên này nó sẽ là 5 loại như này này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại như này. Giặt sạch tẩy thơm các kiểu con là điều luôn. Đây, đấy, 5 trong 1 các bác này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật, made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3 kg quần áo các này, 3 kg quần áo. Đấy, đây thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn. Thao thoải mái cho bác sử dụng. Tiện, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mà ngăn ra, ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy. Lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả, giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan. 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này. 80.000 cho một lọ này, lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá, 450ml, gần nửa lít. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear. Giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy. Lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này. Đây, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu gội đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác. Lắc đều lên cho em. Lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy. Và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này. Nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một chai xịt bọt tuyết như này. 45.000 các bác nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt bọt tuyết như này, xịt nhà tắm, nhà vệ sinh như này nhá. Rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì
bác lên luôn. Tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Tay trái mình bấm này, tay phải phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công, bẩn thỉu. Nó rất sạch sẽ luôn. Combo cho các bác một bộ ba cái như này giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào, bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy. 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá chỉ có 25k thôi, 25k nhé, 25k. Đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây. Chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. 25.000, 6 cái bàn chải 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giá không thể tin nổi luôn các bác nhé. Đó, rồi, ok. Hello các bác nhé, một số mã em thanh lý dọn kho, cân ký và giá xả cực kỳ rẻ cho các bác luôn. Đó, tất cả những cái hàng bên em thanh lý như này thì lưu ý các bác là các bác đã đặt hàng thì cố gắng là xem kiểm tra và nhận hàng giúp cho em. Ngoài ra thì những cái mã như là lớn lớn như này là bên em sẽ thanh lý hết, cho nên là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em với bán hàng nhá. Nó là hàng thanh lý rồi. Và hàng thanh lý thì bên em sẽ không bao ship. Đầu tiên thì em có cái con này nó dạng như là cái con nguồn của cam này, nguồn của cam này. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30k nhá, 30k. Các bác lên cho em là ổ cứng cam hay là nguồn cam gì đấy, ổ cứng nhá, ổ cứng cam. Giá sẽ là 30.000 các bác này, 30.000 cho con ổ cứng cam như này. Ngoài ra thì bên shop còn ba cái quạt phun xương. Con này thì đây, hiện trạng của nó là lanh thành phành như này. Các bác về có thể chế cháo hoặc là sửa chữa như nào được thì sửa chữa nhá. Đấy. Bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho một cái quạt phun xương như này. Đấy, em còn 3 cái nữa thanh lý nốt, giá sẽ là 20k một chiếc nhá. Quạt phun xương 20k nhá, 20.000. Quạt phun xương còn 3 cái này. 3 cái quạt phun xương 20.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì 3 cái nồi cơm điện nhá, 3 cái nồi cơm điện. Đấy, nồi cơm điện đây. Đầu tiên là một cái nồi sáp này. Hàng này thì 100% là hàng lỗi nhá. Còn lỗi lầm ở đâu thì em không có biết. Về nhà các bác xem rồi các bác tự mày mò thôi, tự mày mò tự tìm hiểu. Đó, lỗi lầm đâu thì không biết. Con này thì giá sẽ là 150.000. Giá thanh lý nốt 150k nhá. Các bác mua xác về các bác mình sửa chữa thế nào thì sửa chữa nhá. 150k. Đó, giá không bao phí ship đâu. 150.000. Đấy, tiếp theo là con này. Con này thì nó sẽ là một con nồi kiểu như này. Đấy, con nồi kiểu như này các bác này. Đấy, đây. Con này là con nồi dạng cúc cu như này, cũng 140.000 đi cho nó khỏi lẫn. 140k nhá, con nồi cúc cu này. Đấy, 140k cho con nồi cúc cu này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con này không biết là con sáp hay con cúc cu đây. Đấy. Con này thì con sáp màu đen nhá. Đấy, cũng 150.000 luôn, 150k. Đó, 150.000. Tiếp theo thì đến cái ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc con này thì không biết là nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác sửa chữa nhá. Đấy, con này thì thanh lý nó cho các bác với giá đó là 40k nhá, 40.000. 40k nhá, 40k cho con một con ấm siêu tốc như này. 40.000. Về nhà các bác tự sửa chữa nhá. Tiếp theo thì một con cối xay. Con cối xay này cũng không biết lỗi ở đâu luôn. Về nhà các bác tự sửa chữa. Đấy, tự sửa chữa cho em. Còn con cối xay 2 lít như này. Thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá, 40.000. Con cối xay 2 lít. Tiếp theo là đến cái một cái vòi nước như này. Đấy, vòi nước như này. Thì con này không biết là nó như nào thì em chả biết lỗi lầm ở đâu. Đấy, gọi thôi bán giá inox cho các bác thôi. Bán giá inox cho các bác. Con này thì bán cho các bác với giá đó là 30k nhá. 30k. Về nhà các bác có thể sửa chữa nào thì sửa chữa. Đó. Vòi chậu rửa. Tiếp theo thì bên shop còn ba cái bánh xe. Ba cái bánh xe như này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 20.000 ba chiếc. Đấy, các bác có thể mua để mình cho vào đâu đấy thì cho. Đấy, 20k ba cái này nhá, 20.000 cho ba cái bánh xe như này. Tiếp theo thì
cái cam mô hình nhỉ, cam mô hình. Đấy, con này thì không biết nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác sửa được thì sửa nhá. Giá sẽ là 10k nhá, 10k cho con cam mô hình như này. 10k cho con cam mô hình nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con bàn là hơi nước này. Bàn là hơi nước cũng không biết lỗi ở đâu luôn, cũng 10k các bác nhá, 10k. Đó. Tiếp theo thì đến con này thì con này không vượt. Tiếp theo thì đến cái con khóa này. Đấy. Thôi con này bỏ qua. Tiếp theo thì hai con điện thoại Nokia này. Hai con điện thoại Nokia. Đấy. Không biết là còn pin hay không như nào thì em cũng không biết. Chắc là còn pin đấy. Cầm chắc một con có pin, một con không có pin. 20.000 nhá, 10.000 một cái. 20.000. 20.000, 10.000 một con. 10.000 một con nhá. 10.000 về nhà các bác thay tháo sửa chữa tùy. Tiếp theo thì em còn mấy cái đầu mũi vít nữa này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 4 cái vít 4 như này nhá. 4 cái vít 4 như này. Vít 4 này thì thanh lý cho bác với giá là 10.000. Còn cái vít mũi con này là vít 10. Vít 10 này là 20.000 một cái nhá. Đấy, 20.000 một cái. Đó. Tiếp theo thì cái này lỗi thì vứt bà nó đi. Thế này thì không có bàn cạo này. Ok. Này không có bàn cạo. Ba cái ô nhá, ba cái ô 10.000 một cái. Cái này thì không biết là nó lỗi lầm như nào thì em bán thanh lý 10.000 một cái. 10.000 trong cái ô này nhá. Đấy, ô 10k nhá, 10k. Đấy, 10k một cái ô này thôi. Đó, 10.000 một cái ô. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con fix đun sôi nhá. Con fix đun sôi. Đấy, con này thì đang bán 180 mà cũng chả biết nó lỗi lầm ở đâu. Thanh lý nốt cho các bác với giá 30.000. Fix đun sôi 30k nhá, 30k. Đấy, cái này thì như em có 3 cái. 3 cái thì bác nào lấy thì em gửi thôi. Đấy, 3 cái. Ví dụ như con này thì cái này như con này nó bị bong cái khuy ra đây các bạn. Đấy, bong cái khuy ra đây các bạn. Đấy, nói chung là bong bọt nó do nó vận chuyển. Về nhà các bác có thể thay tháo sửa chữa tùy. 30.000 một cái các bác nhá. 30.000 một cái. Tiếp theo thì đến con máy massage mini này. Đấy, nó hàng nó vận chuyển nó long phòng sọc như này rồi. Đấy, nó vỡ ra như này thì về nhà các bác có thể thay tháo sửa chữa tùy ý các bác thôi. Đó. Thay đầu thay điếc bác có cái cũ của mình thay vào. Giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cái này em có hai bộ nhá. Đấy, massage mini này. À, súng massage nhá, súng massage hai bộ. Đấy. Tiếp theo thì một cái quặn thiếc rất là to luôn này, một quặn thiếc rất là to luôn. Đó. Quặn này rất là to, quặn này thì thanh lý cho bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho một quặn thiếc to như này nhá. Đấy, 80g luôn. 20.000. Quận này nếu mà các bác mua ngoài thị trường nó sẽ vào khoảng 70.000 nhá, 70.000 thanh lý cho bác. Quận thiếc này là 20.000. Tiếp theo thì có cho các bác là hai cái củ sạc nhanh đây. Đấy, hai củ sạc nhanh của iPhone không biết nó lỗi lầm ở đâu này. Đấy, củ sạc nhanh iPhone biết lỗi lầm đâu, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 10.000. 10.000 một cái củ sạc nhanh iPhone. Đó. Tiếp theo, cái này cái gì? Cái này tiếp theo là một cái cốc pha cà phê nhá, cốc cốc tự khuấy đây, nó bị dỉ này rồi này. Đấy, về nhà các bác lắp pin và chế cháo sửa chữa nào tùy nhá. Con này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 10.000 các bác nhá. Đấy, con robot này, con robot này cũng thanh lý luôn bác cái giá là 10.000 nhá. 10.000 cho con robot như này. Đấy, về nhà các bác thử sửa chữa rồi là có thể tháo pin. Dây điện của Nhật này đang bán là 50.000 nhá, 50.000 thanh lý thôi, giá là 20.000 thôi. 20.000 thì về nhà các bác cắt lấy cái đoạn dây này cũng đủ 20.000 rồi. 20.000 cho một con ổ điện như này nhá, ổ điện 20.000 này. Đấy. Còn một cái loa Bluetooth mini này. Đấy, loa Bluetooth mini. Đấy. Thanh lý cho bác với giá đó là 30.000 thì cái loa Bluetooth mini như này, 30.000 nhá. Đó. Một cái máy xay gối xay đây, đấy, cái máy xay chạy bằng pin như này. Đấy, máy xay tỏ ớt chạy pin. Con này thì không biết lỗi ở đâu, về nhà các bác thay pin rồi chưa? Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ ấm pha trà đây, một cái bộ ấm pha trà như này. Đấy, một cái bộ ấm pha trà như này. Con này thì nó bị vỡ mất cái khay này, nó vỡ mất cái khay này thôi. Đấy, vỡ mất cái khay này thì toàn bộ sản phẩm vẫn đầy đủ, vỡ mất khay thôi nhá. Đấy, em đang bán là 140, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 50.000. Nó vỡ mấy cái khay này, em vứt cái khay này luôn. Đấy, đây, đầy đủ này, khay nhựa này. Đấy, một bộ ấm pha trà như này nhá. Lên trên là bộ ấm pha trà 50.000, giá siêu rẻ cho bác luôn.
50.000 cái bộ ấm pha trà như này. Đó, 50k. Tiếp theo thì một cái bộ bấm móng tay này. Đây, bộ bấm móng tay, bộ này em đang bán là 100.000. Cái này làm sao? Cái này có lỗi làm gì đâu. Cái này không lỗi làm gì bỏ qua. Cái này em bán 90.000 nhá. Bộ này không có lỗi làm gì cả. Bộ này em bán 90.000. Này kiểm tra cái này xem. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác đây là sản phẩm thanh lý cho các bác cái con pin sạc dự phòng này. Con này thì em đang bán là 230, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30.000 cho con này. Đấy, còn em đang có hai cục pin của con áo điều hòa nhá, 50.000 một cục. Không biết là nó lỗi lầm như nào, là yếu pin hay như nào thì không biết. Thanh lý cho bác 50.000 một cục, về nhà các bác chế cháo sửa chữa nhá. 50.000 một cục, về nhà các bác chế cháo. Chế cháo sửa chữa cho em. Đó. Một cái con này là con gì mà đẹp như này mà lại vứt ở đây? Con này là con gì này nhỉ? Con này không biết khóa nó dùng vào đâu đây, rất là đẹp luôn này. Hàng cực kỳ chất luôn các bác nhá. Con này chắc con khóa đây, con khóa đây nhưng mà đây. Con này bác nào làm thợ làm nghề mua để lắp tủ, lắp giả các thứ này. Đấy. Thanh lý cho các bác con này 20.000. 20.000 một con khóa à, chưa. Khóa này ở đâu ra đây? Đấy, khủng luôn các bác nhá. Một con khóa khủng luôn, bác nào làm thợ mà kiếm được con này inox này. Con này lắp vào đâu khủng lắm ấy này. Đấy, con này của nó ba chìa liền nhá, chìa rãnh của nó nhá. Đấy, rất chất các bác nhá. Đó. Con ấm pha trà này thì làm sao đây? Để liếm dím chết đấy. Cái ổ điện ấy cũng vứt đấy luôn, cũng rác luôn cho bà kia bà lấy. Đây. Đấy các bác. Đấy. Con này thì lỗi ở đâu đây? Con này cũng vỡ khay thôi, cũng 50.000 luôn. Nó vỡ cái khay này, nó vỡ cái khay này. Vỡ khay này vứt. Mẹ mày đi. Đấy, 50.000 luôn các bác nhá. Hai con bộ ấm mặt trời 50.000 luôn. Đấy. Cái con đây, nó còn một con sạc dự phòng nữa này. Con sạc dự phòng này thì thanh lý cho các bác với giá 20.000 này. Một cái chảo gang về nhà các bác tự chế qua nhá. Con này cũng 20.000 luôn. 20.000 luôn. Chảo gang về tự chế qua. Nào còn cái gì không nào? Hết chưa? Rồi ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, các cái mẫu hàng của bên em. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu, thì nó có hai mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70k anh thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40-60 nhá. Rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn. Rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này. Đấy, em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá. Rung linh đánh đu các bác này. Đấy các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây, khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai xách cái chiếc như này. Rồi ok. Đấy, quai xách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì con này thì nó sẽ là ghế tựa nha, ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy, và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi ok. Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá, một cái là màu xanh, cái là màu đen. Đấy, còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi. Đấy, ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đèn này. Đấy, đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này, là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó, thì con này là 25.000 nhá, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn, đó là một cái loại một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này.
Đấy, bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá, và bên em bán nó rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn LED mini nhá. Đèn LED mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy, công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá. Công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn, có công tắc như này. Đấy, lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi. Nó rất là tiện và nó cắm trực tiếp này luôn, cắm trực tiếp này luôn các bác này. Đấy. Giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là hành lang. Đấy thì các bác dùng con nào cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn LED mini nhá. Các bác lên cho em là đèn LED mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó. Đèn LED này, đèn LED mini nhá. Đèn LED mini. Giá sẽ là 20k cho một con đèn LED mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây. Tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy, nó có làm con bóng đèn LED mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy, các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thì các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy, ánh sáng LED dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng đèn 3W như này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn LED mini nhá, đèn LED mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À, cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn các bác nhá. Đấy, nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn, cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy, lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy. Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì cái số có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tắc luôn. Đây, đấy, ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tắc luôn nhá. Có sẵn đuôi công tắc luôn. Đây, công tắc này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Đấy, bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3m rồi, dây dài là khoảng 4m rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn. Các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc này thôi, rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó, tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là cái dòng 3 4m này của nó thì dòng 4m này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m à, dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi. Đấy, trên 6m của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Của nó thì nó vào gần 7m đấy nhá, gần 7m, giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4m này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7 cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lẫy cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhé. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này. Gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, mà mình có thể cài vào. Thép không dỉ, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này, hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp giá của nó sẽ là
dao gấp này, giá của nó sẽ là đi 25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá, công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này. Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra, đấu con này vào cho em, đó là mình sử dụng thôi, rất tiện ích nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây ở đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này, về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này, giá chỉ có 50k anh thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho các bác là một bản mạch đấy, các bác đấu nối như này cho em, cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ xeo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản thôi, các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt như là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán 49k anh nhé. Đấy, bên em đang bán 49, 50.000 đây này. Số nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1, 2 và 3 được chưa ạ? 2 dây này, 2 dây nguồn vào. Thế sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn này. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra. Đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa ạ? Các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Đấy, mặc định là cứ tháo quạt ra là các bác đấu luôn. Đấy, có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu luôn vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhá. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhá. Các bác đấu vào cái chân mạch cho em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái cốc năng điện ạ. Thì mình bỏ được cái chân FVK nhá. Các bác bỏ cho em cái chân FVK đi ạ. Thì mình lấy tốt đặc cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chưa ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm cốc năng điện thì liên hệ với em. Bước tiếp theo thì mình đấy đây. Ở cái dây này thì các bác lấy nguồn điện vào nhá. Nguồn điện vào thì chân nóng và chân nguội đấy ạ. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn vào cái chân nó thấp ở chân nào cao này, này cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây. Là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Thì bác lấy trên một dây, nhiều quạt thì mình cắt ra thì nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra cho em như này. Thì mình lấy dây này dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình phải trích ra nhé. Chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ thì mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá, mắt thần thì bác đẩy ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, đấy, được chưa? Đấy, thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần thì bác để đây cho em. Đấy, sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó này. Đấy, cấp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt này. Đấy, được chưa? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, rất là ok, các bác mua hàng thì liên hệ bên em. Đó, đây có cái video đấu nối nhá, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây nó sẽ có chân 1 2 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SVK này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy. Còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em. Nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây các bác nhá. Đấy, 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, bên shop họ cũng đang bán là 49-50.000 đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít các bác nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá là 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này là rồi xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà,
pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đây. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này, cho số lên là đèn lên thôi. Đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây đèn báo lên này các bác này. Đấy, đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn. Thì rất là tiện nhá. Nó là một cái dòng mâm gang thôi. Một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi. Thì các bác có thể đặt xoong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy, ví dụ như là mình cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá của nó sẽ là 130 cành thôi. 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy. Giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào áp quy cho em, dương âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn, có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp. Mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có áp quy 12-24 đều dùng được cả nhá. 12-24 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 12-24 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175k cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn, bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa giấy đi, sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50k nhá. Lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá. Mà ngoài ra thì nó không an toàn, thì con này thì dùng rất là an toàn luôn. Nước ngập 1 cm như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70k nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một con phao nước như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây, đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên, dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá, đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhá. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k. Đó. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853, lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy. Hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship đấy. Con đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đẹp bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB, hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5k một chiếc nhá. 5k trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Đây mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB. Đấy. Đèn USB, giá sẽ là 5k một cái nhá. 5k cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5k một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này, thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh. Và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Lên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi. Và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ. Chổi cọ rỉ này. Đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ. Đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Lớp thép như này thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này. Đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xoong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xoong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xoong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo
trang sức này giúp cho điều hòa huyết áp, đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây. Hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy, đây. Đấy một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé, giúp cho các bác đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim lắp biếc vào cho em là xong. Đó. Lắp kim lắp biếc xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc biếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Lên mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đấy, đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này các bác. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách ra cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một Âu như này, dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngăn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngăn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8 lít cả vỏ nhá. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý, giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là
thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này, các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái chưa? Đốt thoải mái chưa? Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái chưa? Cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này, à một con ví như này. Nó sẽ có hai màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó. Da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy 100k nhá. Đấy 100.000. 100.000 cho một combo như này bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy 100.000. 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị. Giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhé. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy. Cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5cm này. Cái này sẽ là 30k cho một cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000.
Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm. Và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 24 đến 28. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần. Giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngoéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy. Lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn, nó xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn, có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy, về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này, mở ra 40.000, giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, Inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng Inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập đâu nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000, có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này, nó có thể gấp gọn vào được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích, khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em. Cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn vào được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này, 1 2 3, 3 chân. Đấy, các cái phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết.
ba chân kết nối đều bằng đồng hết, thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy. Và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá, các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 1 2 3 này, đấy, 1 2 3 tức là các bác sẽ có 6 ổ này và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy. Có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn. 15.000 cho một cái như này và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc và các bác mua một chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5 7 ly. Đấy, hàng liền thân như này, chặt xương trâu xương bò, chặt gà, chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao Thái Vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30 cm, đúc liền thân khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao Thái Vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Vân gỗ nhá. Đấy, dao Thái Vân gỗ. Dao Thái Vân gỗ này. Đấy. Dao Thái Vân gỗ. Thái Vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn, 120.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì ch�ỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này, 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn, kèm sẵn một vít một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá, hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy. Màu thì sẽ là màu vàng mà em lên, nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá, có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ nhá, thép mạ vàng 18 carat không gỉ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 cho con đồng hồ hộp đen như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn các bác này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này. Có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này, đeo vào rất đẹp luôn. Sport watch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, bác lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000. Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này, 80k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy, các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn.
Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn, các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship. Còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là con một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 thôi nhá, 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin vào là nó sẽ lại chuyển động như bình thường các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này, bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá, 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có trắng men pha lê, men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một bộ như này. Giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đấy, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó. Dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm. Các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá, thuốc kiến gián. Đấy. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là bên shop bán cho các bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián, giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ, đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây. Đấy. Các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến có gián nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy xe đạp điện đều lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000K này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá, combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn áp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá, 40.000 cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là rọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá.
Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây là mình bấm là xong. Đó, lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy, 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy, các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên, mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này, thì các bác có thể để chồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, trồng lên 50 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15.000 một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm này, em bỏ trong tủ nha em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đây các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện, anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa? Anh em ơi, đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có mua hàng cho 15.000 chiếc mua 5 tặng 1 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày, thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm rồi mới lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này, sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhá. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40.000 trên một lọ nhá. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40.000 trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40.000 trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián. Nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35.000 thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá, 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bác này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin chào quý anh chị. Giá chỉ có 35.000 này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nhá, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa, đấy vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195.000 nhá, 195.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa, 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn.
Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm ban đêm. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá, thiết kế khá là ngầu đấy các bác. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá, lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm, giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm, giá sẽ là 90k một chiếc nhá, 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ led nhá. Đồng hồ led thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này, cái chân của nó về nhà các bác sập vào đây cho em này. Đấy, sập vào đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập vào đây cho em. Đây, chân sập vào đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB, chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để decor trang trí này, decor trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10cm. Đấy, 23, 10. Đấy, chiều cao là 10cm và chiều dài là 23cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led nhá, đồng hồ led. Đồng hồ led mới này, đồng hồ led mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ led mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Đây là cái mẫu đồng hồ led cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ led cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn, nó hàm hố hơn. Đấy, thì mẫu lên cho em là đồng hồ led cũ nhá. Đồng hồ led cũ giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu led mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ led mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn, cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ led mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này, về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết, thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? Xanh XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu.
màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy. Cái này của nó khá là dày luôn nhá và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy, có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone. Hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bác này, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bác này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Đây, California các bác này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn, made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó. Đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Socani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Socani, giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho em là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1.500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh.
cối bằng thủy tinh, cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy, con cối khổng lồ đây. Đấy, một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy, một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhé, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít, còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây, thân máy của nó đây, một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn, hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Châu Âu các kiểu con này đều luôn đó. Đây, đấy, máy thì chạy khỏe êm. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng, hàng bền đẹp chắc chắn các bác. Đấy, đây, nó sẽ có số 123 nhé. Đây, các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhé. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó, mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi, chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn các bác thấy không? Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bác. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy, đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây, đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá, dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây, đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này, 1 này, đấy, 2 này, đấy, 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này, đây các bác này, đây, các bác xem nhá, máy nó xoay này, tít khủng luôn, đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử, cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 cm, điện 220V, công suất 1000W. Cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả 1000 con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000. Con này khá tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy các bác lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V, 1000W sử dụng điện 220V. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, thấy không? Máy chạy khỏe khủng khiếp luôn. Đó. Đấy. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá. Các bác thấy không? Nó hút này. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Đó. Đấy. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây.
Con này 1000W sử dụng điện 220V và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này, nhiều lắm các bạn. Phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại. Giá sẽ là 450.000 các bác ơi. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi nhá, hút thổi bụi. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi. Còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bạn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn. Rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi. Nhà các bác nào nhiều lá cây. Đấy, sử dụng điện 220. Nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây này nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Đấy, thổi này. Thổi rất mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Thổi tung rời luôn nhá. Đây, thổi tung rời luôn các bạn. Đây. Các bác thấy không? Thổi tung dài luôn đây các bác này. Đây thổi nhá. Đây đây, đây thổi đây. Thổi tung dài luôn. Đó. Thấy chưa? Đó. Ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút, hút thì đảo cái này vào cho em này. Đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy. Đây, hút ở đây các bác này. Đấy, hút vào này. Hút vào này. Hút vào đây các bác này. Đó, thấy không? Đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây cho em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đấy. Con này thì sẽ là 260.000, lên cho em là hút thổi bụi bằng điện nhá, 260k đó. Con này thì chạy bằng điện, 260.000, hút thổi bụi điện này, lên cho em là hút thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện, thổi bụi điện 260.000 nhá, 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bác này. Đây, massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy. Con này sẽ là 320.000, 320.000 hàng đựng trong một cái hộp như này. Em đang đeo trực tiếp đây, đang đeo đây các bạn này. Đấy. Và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này. Và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bác này. Đấy. Massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Nhìn tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000, có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này giá sẽ là 90k cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Linh dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó, sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90k. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bác, sáng lắm. Dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90k này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đức nhá. Cân đức. Con này thì cân được 10kg, em đang bán là 160. Hôm nay, riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đức như này thôi. 120k. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng. Đây nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi, còn bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu, hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em, lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 cho cái mã cân đức này thôi, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này, bao gồm là một súng và bốn đầu, một súng và bốn đầu nhá. Đấy, một súng bốn đầu massage như này, bốn đầu massage và một cái cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Đấy, sạc chưa? Đó. Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy. Có 5 6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy, khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy. Rất khỏe luôn.
Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này, nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá, 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây, dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15k cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Con này thì rất tiện luôn. Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá, và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15k thôi, 15k. Đó. Đấy, ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ. Các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15k thôi. Giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 112g, tỷ 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này. Mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó. Đây. 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá. Nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm. Đây, đấy các bác thấy không? Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi, 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn. Combo cho em là 3 rổ 3 chậu. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là 3 rổ 3 chậu như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa mềm. Đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn, nhựa silicone mềm, nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang, giá sẽ là con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mũi kích ứng mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Hello, chào các bác nhá. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nha. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy, bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva. Hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này. Màu vàng, màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy. Một con đồng hồ như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP giá sẽ là 150.000.
có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Mặt sapphire chống xước nhá. Mặt sapphire chống xước, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy, ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá. Có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn. Giá thì rất tốt cho bác luôn. Lên mã giúp em là đồng hồ VIP, giá sẽ là đồng hồ VIP này, giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng, màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này. Đồng hồ VIP giá của nó sẽ là 150k một chiếc, có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ là một con dao gấp gọn như này. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi. 20k cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng. Một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được. Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm, thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau, thái dợ, dùng để đi phượt này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan này, siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây Japan. Lên cho em là dao gấp, giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá, móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc. 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng 1 luôn. 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, móc khóa Honda. Lên cho là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá, móc khóa da. Đấy, móc khóa da. Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng 1 luôn. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Cứ mua 5 là tặng 1 này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000. Mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đó. Thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá. Còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó, con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy, các bác lên cho em là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy, bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này. Đấy, mặt này đo nhiệt độ này. Mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên cho em là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy, thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng, đi phượt. Đấy, hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Kêu, tiếng kêu của nó rất là hay luôn. Hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội kêu cực hay luôn và có quay đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Giá của nó sẽ là 25.000. 25k cho một cái còi cứu hộ như này nhá, 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây, giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này. Và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng 1. Hàng nhỏ nhưng mà có võ nhá, mỏ nhưng nhỏ nhưng có võ này, rất sắc bén các bác. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có võ cho các bác luôn, rất sắc bén nhá, rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây, rất sắc bén các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất sắc bén luôn, nhỏ mà có võ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây, nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là cái chuông thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100k cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Đấy, hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây. Đồng hồ dây da đẹp như này các bác thấy không? Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số La Mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50k, không thể tin nổi luôn nhá. 50k cho một con đồng hồ dây da như này.
lên mã giúp cho em, đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này, mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này, và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1 2 3 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá, 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này và có cúc cài như này, các cúc cài này, và nó rất là mỏng luôn, thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên tiên là ví cúc giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái bảng số điện thoại nhá, bảng số điện thoại trên ô tô. Thì các bác có thể để trên ô tô để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy. Thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá. Giá sẽ là 20.000. Bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây. Đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán. Các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20k nhá. 20k một chiếc. Đó, 20k cho một cái chiếc cho một cái hộp mà bảng số điện thoại ô tô như này. Đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu. Thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến, đi qua thì nó sẽ tự sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt, rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây. Đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên mã giúp cho em, đó là đuôi đèn hai đầu. Đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá. 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng là cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo trục thì sẽ là 40.000 một trục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này, 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm, mình dùng để mình đun nóng, ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong nồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em, đó là đế nóng nhá. Đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây. Quạt đây, rất mát luôn. Sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá, hai cấp số như này. Đấy, hai cấp số siêu mát luôn các bạn. Các bác nghe tiếng gió này. Đó. Con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác. Các bác lên cho em đó là quạt tích điện Makita nhá. Giá sẽ là 380.000. Rồi ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video trân trọng gửi các bác cái máy cái massage cổ đồ. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã, đó là cái con bàn cờ các bác nhé. Các bác lên cho em là bàn cờ gỗ. Con này thì nó sẽ là bằng gỗ, giá sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là bàn cờ gỗ, giá sẽ là 70.000. Đây, đây nó sẽ là các cái quân cờ như này này, các quân cờ như này, và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng gỗ cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Chất liệu bằng gỗ như này và có sơn màu nhá. Đường kính của nó thì vào khoảng là 3 cm. Chất liệu bằng gỗ và có sơn màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai loại quân này, một quân màu đen và một quân màu đỏ nhá. Một quân màu đen và một quân màu đỏ như này. Thì các bác lên theo là quân cờ gỗ nhá. Quân cờ gỗ cái này thì chỉ có quân cờ không thôi. Giá của nó sẽ là 70k cho một bộ quân cờ gỗ như này. 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này, thì bộ này rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác. Đấy, bằng gỗ, dùng nó rất là thích này. Đấy các bác, đóng xuống bàn này kêu tanh tách luôn, dùng nó rất là đã nhá. Lên theo là quân cờ gỗ, giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ như này, 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, lên cho em là quân cờ gỗ, giá sẽ là 70k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ thì cái này nó sẽ là hàng đầy đủ cả bàn cờ cả quân luôn.
Và cái này thì quân của nó sẽ là cái dòng quân bằng ấy thôi, quân bằng bằng nhựa thôi. Quân của nó thì bằng nhựa và nó sẽ nhỏ hơn. Đường kính của nó thì nó chỉ vào khoảng là 2 cm thôi. Nó vào khoảng 2 cm thôi nhá. Giá thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một bộ như này là bao gồm là cả bàn cờ và cả quân luôn. Đường kính thì nó vào khoảng 1 cm rưỡi đến 2 cm mà nó bằng nhựa. Đây. Đấy, nó sẽ bằng nhựa và các bác có thể bày biện như này. Cái này thì em cũng không biết chơi cho nên là em không biết bày đâu, em chỉ tượng trưng ở đây thôi. Đấy, tượng trưng ở đây thôi các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là cả quân bằng, cả bàn cờ bằng nhựa như này và cả một cái bàn cờ bằng giấy như này, thì tùy theo về các bác có thể sử dụng. Đấy. Là combo cho các bác luôn, cả bàn cờ và cả quân như này nhá. Thì các bác lên cho em là bàn cờ nhá, bàn cờ nhựa. Bàn cờ nhựa giá sẽ là bàn cờ nhựa này thì giá sẽ là 80k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn cờ nhựa này, bàn cờ nhựa. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là combo luôn, combo cho các bác nhá, là cả bàn cờ cả quân luôn. Thì các bác nhận được hàng thì quân nó sẽ nằm trong như này. Đấy. Combo như này thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Có thể mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt, đi đâu cũng được. Các bác mang theo. Đấy, lúc nào anh em rảnh rỗi thích thì mình lại chơi. Đấy, các bác lên cho em là đó là bàn cờ nhựa nhá. Bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này, 80k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái giá sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao này. Đấy, đồng hồ thể thao. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao nhá. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi, 80k. Hàng siêu to siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng của thương hiệu Sportwatch các bác này, Sportwatch đồng hồ thể thao nhá. Ở đây thì có cả đèn luôn này, có đèn luôn. Đó, các bác thấy không? Đây, có đèn rất là đẹp như này nhá. Và có cả chế độ là các bác điều chỉnh giờ rồi lịch liếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con đồng hồ rất là đẹp như này. Đấy, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn rất là đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80 cành trong con đồng hồ thể thao này thôi. Đấy, rất thàm hố luôn. Con này mà các bác đeo vào thì cực chất luôn nhá, cực chất luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao, đồng hồ thể thao. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. 80.000 nhá, 80.000 cho một em đồng hồ thể thao như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn, giá siêu rẻ luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước. Con này độ mở của nó sẽ là 68mm. Đấy, mở hết cỡ như này sẽ là ra được 68mm nhá, 68mm thì các bác dùng cái loại ống 6870 là ok nhá, ống 6870 là ok. Thì đa số là các cái thợ sửa nước các thứ thì cái con ống 6870 này dùng là ok lắm rồi, dùng ok lắm rồi. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15 cm. Đấy, 15 đến 20 cm. Thì các bác dùng để sử dụng cho các cái hệ thống ống nước các thứ nhà mình, xoáy ống nước các thứ nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55.000. 55k cho một cái bộ cà lê nước như này. Đấy, lên cho em là cà lê nước, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. Độ mở của nó sẽ là 68mm, tức là từ ống 68 trở về là ok. Mà cơ bản thì nước cũng chỉ sử dụng ống 68 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đại nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hút bụi đại này. Đấy. Hút bụi đại, giá của nó sẽ là 450k. Đấy, hàng to luôn. Hàng này hàng to, hàng khủng luôn. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá. Và con này thì nó là dòng sử dụng điện nhá. Máy của nó thì dài khoảng gần 40 cm. Hàng siêu nặng luôn. Khi các bác tháo ra thì bấm cái lẫy này cho em là cái nó sẽ tuột ra này. Đấy, ấn cái lẫy này cho em là nó sẽ tuột ra. Còn khi các bác lắp thì chỉ cần là ấn vào như này là nó sẽ vào thôi. Các bác ấn vào như này là nó sẽ vào này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy ở đây. Các bác đặt vào đây cho em. Nhấp là nó sẽ vào. Đấy, nhấp là nó sẽ vào thôi. Các bác nhấp đặt vào này sau đó thì các bác đây. Nó sẽ có cái lẫy ở dưới này các bạn này. Các bác đặt đúng cái lẫy này cho em này. Đấy, đặt đúng ở giữa cái lẫy đỏ này. Sau đó các bác nhấp là nó sẽ vào này. Đấy. Nhấp là cái lẫy này sẽ vào. Đó, và bật lên này. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng là 2 đến 3 mét nhá. Dây dài khoảng 2 đến 3 mét. Cái này thì em cũng không đo. Nhưng mà dây nó sẽ dài khoảng 2 đến 3 mét. Cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đây, cắm trực tiếp điện 220V. Bật lên này. Con này thì hút siêu khỏe luôn đây các bác này. Em sẽ hút thử cái dây bóng cho bác xem. Đấy, bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn. Đó, nó hút khỏe chưa? Đây. Đấy, các bác nghe nó hút này. Nó hút này. Đấy. Đấy. Các bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn nhá. Các bác có thể dùng để mình lắp vào trực tiếp như này. Mình hút bụi này. Điều hợp đồng thì các bác này. Đấy, hút này. Hút rất khỏe luôn các bác nhá. Hút rất khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn nhá. Đây là một cái đầu này. Đấy. Tiếp theo đây một cái đầu nối dài nữa này. Đây một cái đầu nối dài nữa này. Đấy. Một cái đầu nối dài nữa này và rất nhiều đầu khác nữa nhá. Đây. Và đây là cái đầu hút này. Đây cái đầu hút này.
các bác có thể lắp trực tiếp ở đây này, hoặc là lắp qua những cái đầu này được này. Đấy, lắp qua những cái đầu này. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều đầu kết nối. Và các bác có thể lắp qua những cái đầu dài này nữa này, lắp qua những cái đầu dài này nữa. Đó, thì nó rất là nhiều đầu để các bác kết nối. Thì về nhà các bác vừa đầu nào thì các bác cứ kết nối vào cho em. Về nhà các bác ngâm cứu, sau đó thì mình kết nối các cái đầu nguồn này vào cho em. Đây, đấy, đây nó sẽ là ở cái đầu này các bác này. Đấy, ở cái đầu này. Nói chung là nó nhiều đầu kết nối lắm. Thì về nhà các bác cứ cứ kết nối vào cho em. Đấy, nó nhiều đầu lắm. Và nhiều đầu, nhiều cái phần để các bác có thể kết nối vào được. Đấy, thì cái này nó cũng là hàng mới. Đây, đấy, kết nối vào đây cho em này. Sau đó thì các bác đã kết nối cái này vào đây này. Đấy, kết nối cái này vào đây. Đây, đấy, kết nối cái này vào đây này. Đấy, có thấy không? Kết nối vào đây cho em. Đó, để mình sử dụng cái con dài này. Đấy, sử dụng con dài này ở đây nhá. Con dài này ở đây để các bác sử dụng mình hút thảm này, rồi các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, hút rất là ok luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, cả cái biển của em nó nhấc lên luôn. Nói chung là con này nhiều đầu, nhiều phụ kiện lắm. Con này hàng to, công suất của nó là 1000W, rất nhiều đầu, nhiều phụ kiện đi kèm. Đây, đấy, các cái phụ kiện đi kèm của nó này. Đấy, và các cái đầu phụ kiện đây, rất nhiều các bác. Đây, cả những cái đầu này nữa này. Đây, những cái đầu phụ kiện này nữa này. Về nhà thì các bác có thể mình tự ngâm cứu, rồi mình mày mò mình tự ngâm cứu cho em. Đó, khá là nhiều phụ kiện luôn. Khá nhiều phụ kiện các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Hút bụi đại giá sẽ là 450.000 con hút bụi đại như này. Công suất của nó sẽ là điện 220V, 1000W, cực khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đấy, hút dính tay vào luôn các bác này. Đấy, rất là khỏe luôn. Khi tháo ra thì mình nhấp cho em cái lẫy này là nó bật ra này. Đấy, và sập vào thì các bác lại ấn là nó sẽ sập vào thôi. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 450k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một sản phẩm, đó là cái massage vai gáy nhá. Đấy, cái con này nó sẽ là máy massage vai gáy này. Đấy, máy massage vai gáy đây, rất tiện ích luôn. 320.000 cho con massage vai gáy như này. Đây. Đấy, con này thì hàng này nó sẽ là hàng sử dụng pin nhá, sử dụng pin sạc. Đấy, thì nó kèm cho các bác một cái đầu cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái cáp sạc của mình. Đây. Đây nó sẽ là một cái đầu kết nối cáp như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Và con này thì nó sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, thì nó sẽ về nhà là các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, nút nguồn này các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên này, đây. Các bác bật nguồn lên là nó sẽ co bóp như này, đúng như cái bàn tay luôn. Đó, các bác thấy chưa? Co bóp như này. Giá chỉ có 320.000 thôi. Massage vai gáy nhá. Các bác lên tên là massage vai gáy. 320.000. Đấy, và nó sẽ có pin và có các chế độ như này. Các chế độ như này các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đấy, tắt nguồn đi. Bật lên. Đấy, nó sử dụng bằng pin. Nó như một cái cánh tay nó co bóp luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Và rất tiện ích cho các bác sử dụng con này, các bác đeo vào cổ cho em. Đấy, khi làm khi đấy, các bác chỉ cần nhấp nguồn, khi mà tắt đi thì các bác chỉ cần nhấn nhẹ thôi, còn khi bật lên thì các bác giữ lì cho em. Bật lên thì giữ lì nhá, còn khi tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát này là nó sẽ tắt luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Thì em lại lên hình tí cho nó vui. Đây các bác này. Đó. Đây nhá. Các bác đeo vào cổ này cho em này. Đấy. Cái này thì em cũng chưa dùng bao giờ cho nên là cũng không rõ lắm là cái cách thức sử dụng như nào. Đấy, nhưng các bác cứ đeo như này cho em. Sau đó thì nó sẽ có cái nút nguồn. Các bác xem cái nút nguồn ở đâu thì các bác bật lên. Đây nút nguồn đây. Các bác giữ lì cái nút nguồn này cho em. Đó, bật lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Và các bác cứ giữ cái đai này cho em này. Đấy, nó sẽ chồm vào cổ vai gáy cho các bác này. Con này dùng rất là đã luôn, thì các bác có thể dùng để mình massage cổ vai gáy rất là tiện. À, cũng khá là phê đấy các bạn. Đó, và cái dòng này nó là sạc pin thì các bác có thể ngồi khi làm việc này. Đấy, hoặc là khi mà các bác thư giãn buổi tối này thì rất là tiện luôn. Mà đặc biệt là cái giá của nó lại rất là ưu đãi, chỉ có 320.000 thôi. 320.000 bên em đã bao ship đến tận nhà rồi. Đây em sẽ lên mạng để em xem như nào nhá. Các bạn này, đấy, các bạn thấy không? Đây. Hoàn thiện hơn mà giá đấy. Không đổi, thiết kế của M3 Pro này vẫn giữ nguyên được đến máy massage cổ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Ông ai là sướng như con mình nhà em. Đấy. Mỗi một lần hàng mà cứ về. Đây, về các bác thắt cái đai này vào cho em này, giữ như này này. Đấy. Hôm nay thì về tiếp tục một cái lô máy massage cổ vai gáy cho chị em mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái đai như này. Cái đai này các bác thắt ngang xuống dưới cho em này. Đấy, còn cái dây to này để các bác đeo này. Nó sẽ hoạt động trên cơ chế là bàn tay.
Đấy. Và nó sẽ có cái chức năng là xoa bóp cổ vai gáy chân tay. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhá. Các bác có thể dùng để nằm hoặc là mình nằm hoặc là mình đứng cũng được. Nó rất tiện luôn. Chuyên massage cổ vai gáy cho các bác nhá. 320.000 con này cực khủng luôn. Cực khủng, dùng cực kỳ ngon luôn. Đây nhá, con này chất liệu của nó bằng da này, rất xịn sò luôn các bạn. Hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn. Hàng chất lượng giá hợp lý các bạn. Đây các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đây. Cái thân cái tay của nó này, cái tay của nó sẽ bóp trực tiếp là xuống cái vai này, hai cái tay nó bóp cái vai này. Còn hai cái tay to này thì nó sẽ là các cái viên bi này. Các cái viên bi nó sẽ bóp vào gáy cổ cho các bác này. Đấy, và cái đai này thì các bác đeo vòng ra đằng sau lưng. Còn nếu các bác muốn tăng cái độ mạnh lên, quay mình trước. Đấy, các bác muốn tăng cái độ mạnh lên thì hai tay của các bác cầm, các bác kéo cái này xuống này. Đấy, các bác kéo cái này xuống. Đó. Để mà tăng cái độ chặt lên nhá, tăng cái độ bóp mạnh lên. Đấy, thì các bác muốn bóp mạnh thì các bác tăng cái độ bóp mạnh lên. Đây, hai cái viên bi của nó này, những cái viên bi của nó sẽ tì vào cổ vai gáy như này. Quay đằng sau. Đấy, và đây là cái tay của nó này, nó sẽ tì ở đằng sau vai này. Đấy, và đây là cái dây đai nhá. Thì các bác đeo đúng như này cho em, đeo đúng như này cho em. Đó, thì con này bóp rất là phê luôn. Sướng không em? Sướng. Đấy, và đây nó sẽ có các chế độ này. Chế độ lên theo kiểu là trên lên xuống này, chế độ xoay vòng tròn này. Đấy, và chế độ đấm bi này. Và đây là cái nút nguồn này. Nguồn thì các bác chỉ cần tắt một lần là nó sẽ tắt luôn. Còn khi bật thì các bác giữ lì này cho em. Bật thì giữ lì là lên đèn là hoạt động này. Đấy, còn tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát là tắt. Rồi, ok các bác. Đó. Lên cho em đó là máy massage vai gáy nhá, 320.000. Đó.